Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với năm cảnh giới xử thế của cao nhân. Kính thưa quý vị, trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nhưng những giá trị cốt lõi trong thuật xử thế của người xưa vẫn luôn là những bài học quý mà chúng ta càng nghe càng thấy thấm, càng học lại càng thấy hay và vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Trong khuôn khổ chương trình ngày hôm nay, Ý nghĩa sống xin giới thiệu đến quý vị năm lời dạy về thuật xử thế của các cao nhân thời xưa để chúng ta cùng chiêm nghiệm, cùng luận bàn. Trong đó không thể thiếu lời dạy của hai nhà sáng lập đạo giáo và nho giáo nổi tiếng, đó là Lão Tử và Khổng Tử. Làm thế nào để sống sót, làm thế nào để trường tồn, làm thế nào để trường thọ, làm thế nào để đi theo con đường của thánh nhân. Xin mời quý vị cùng đến với chương trình sau đây. Rất mong sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều bài học giá trị. Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. Năm cảnh giới xử thế của cao nhân. 1. Khôn kính. Lữ Khôn từng nói, ngu độn thì người ta chê cười, thông minh thì người ta ghét vơ và ngờ vực. Thông minh mà biết làm như ngu mới thật là khôn kính. Luận bàn, cổ ngữ có câu, đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp, cho thấy các bậc trí giả đều có quan điểm giống nhau. Lữ Khôn, một tác gia đại tài dưới thời nhà Minh, khuyên chúng ta khôn kính, tức là tuy thông minh mà chúng ta cứ giả ngây giả ngô. Vì sao phải thế? Ngu độn thì người ta chê cười, còn thông minh thì người ta ghét vơ và ngờ vực. Phân tích cái hại của thông minh thì mới thấy rằng giả ngu để người ta chê cười còn hơn là tỏ ra thông minh để người ta ghét vơ và ngờ vực. Các bậc trí giả đồng thuận quan điểm rằng nên giả ngu để cốt yên thân, tránh tai vạ. Có câu thông minh lại bị thông minh hại, chi bằng cứ che đi cái sự thông minh của mình để mà an toàn tồn tại và an toàn mà phát triển, không bị kẻ tiểu nhân gièm pha. Đó gọi là thuật ẩn mình của người xưa vậy. Trong chốn quan trường nhiễu nhương thì việc giả ngu có lợi trăm đường, vừa tránh được sự đố kỵ của kẻ tiểu nhân, vừa làm cho họ không đoán được ý của ta, vừa làm cho họ không phòng bị ta. Có những chuyện không nên biết, có những người không nên gặp, có những mối nhân duyên không nên có, có những người không nên tranh luận, có những người không nên gây sự chú ý. Trong những trường hợp đó thì giả ngu là thượng sách. Như câu chuyện Ninh Thích người nước Vệ, chưa sinh ra hợp thời nên quyết định giả ngây giả ngô chăn trâu sớm qua ngày. Chờ đến khi quân của Quản Trọng đi ngang qua thì Ninh Thích mới nghêu ngao hát. Nhờ vậy mà được Quản Trọng gọi đến nói chuyện và tiến cử cho Tề Hoàng Công làm quan đại phu cùng coi quốc chính. Người ngu thì thường khiêm tốn hơn người thông minh, vì trong cuộc sống họ ít có cơ hội giỏi hơn người khác. Cuộc đời của họ vốn gặp nhiều trắc trở, nên khi gặp sự trắc trở thì họ có khả năng vượt qua dễ dàng hơn là người thông minh. Người thông minh vặt thì thường hay tìm cách lách luật, hay chọn những cách làm mà ít bỏ công sức, chỉ mong dễ đạt được thành quả theo kiểu xây lâu đài trên cát. Thông minh vặt như vậy thì quả thật không bằng người ngu cứ từ từ xây nền móng vững rồi mới xây lâu đài. Cho nên nhiều lúc thông minh lại thành thông minh dại, ngốc nghếch lại hóa ngốc nghếch khôn là thế. Việc giả ngu cũng là dịp giúp cho người thông minh tu dưỡng đức khiêm nhường, nhẫn nhịn, rèn luyện sức mạnh của nhu. Tiếp cận câu nói của Lữ Khôn ở một góc nhìn khác thì chúng ta sẽ phát hiện ra một tầm cao mới trong thuật xử thế của người xưa. Đối với những bậc trí giả, vừa thông minh vừa có quá trình tu dưỡng tốt, hay là những học giả đã đạt tới cảnh giới đắc đạo rồi thì họ không cần giả ngu mà họ thực chất đã được tôi luyện thành bản năng khiêm nhường, không tranh đua, không tham lợi ích, không cầu danh lợi. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã đạt tới cảnh giới nhìn thấu sự đời, nhìn thấu nhân sinh, nhìn thấu vòng sinh lão bệnh tử chật hẹp của đời người, cho nên không còn tham sân si, không còn dục vọng nữa. Họ trong sáng, ngô nghê như một đứa trẻ. Dưới con mắt của người thường thì những người như vậy chẳng phải là xuẩn ngốc hay sao? Thế mới hay, kẻ ngốc nghếch nhất thiên hạ có thể thắng được kẻ thông minh nhất thiên hạ, như câu nói của Tăng Quốc Phiên, một người được cho là đại tài dưới thời của nhà Thanh, nhưng cũng luôn tỏ ra xuẩn ngốc.
Thời Hán Sở Tranh Hùng có nhân vật Trương Lương là vị quân sư đại tài dưới thời Hán Cao Tổ Lưu Bang. Khi đã giúp cho Lưu Bang xây dựng được cơ nghiệp, Trương Lương từ chối việc làm vương của một nước chư hầu với lý do tuổi già tật bệnh và quyết định đi tu đạo theo Xích Tùng Tử để học đạo của Lão Tử. Nhờ vậy mà ông bảo toàn được tính mệnh cho bản thân và gia đình. Một người có công lao hiển hách như Trương Lương mà từ chối vương quyền, từ chối gác tía lầu son, thì dưới con mắt của người thường chẳng phải ông xuẩn ngốc quá ư? Dưới đây là câu nói nổi tiếng của Trương Lương: người ta sống trong khoảng trời đất như bóng câu qua khe cửa, trăm năm cũng chỉ một chớp mắt mà thôi. Ta muốn lui về ở trong núi sâu tu tiên học đạo để làm kế trường sinh. Tất cả công danh như mây nổi lại qua, trong lòng đã tĩnh lặng, không còn chút dao động nào nữa. Nhưng nay chịu ơn hoàng đế quyến cố, chưa nhẫn tâm bỏ mà đi, kỳ thực lòng này rất chẳng muốn khoe vàng tía, hám phồn hoa ở cao đường bày đỉnh thực, mà tham điều phú quý ở nhân gian vậy. Hơn nữa, một thân lắm bệnh, khí huyết ngày càng suy, nếu chẳng gấp sớm tu dưỡng, e rằng ngày sau tinh khí đã hao, thân chẳng vẹn toàn, thì dẫu có ẩn tu cũng không kịp nữa vậy. Nước Việt ta ngày trước có ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, còn được gọi là Trạng Trình. Ông làm quan cho nhà Mạc, đến chức Trình Tuyền Hầu, rồi đến chức Trình Quốc Công. Khi đang ở đỉnh cao của công danh thì ông cáo quan về ở ẩn. Ông chọn cách sống giản đơn bên ruộng đồng vườn tược. Tương truyền vào năm 1542, khi quyền thần lũng đoạn triều đình, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã dâng sớ trị tội 18 lộng thần, nhưng vua không đồng ý nên ông đã cáo quan về ở ẩn. Người đời tấm tắc tiết bổng lộc thay cho ông, còn ông thì ung dung tự tại và cho ra đời hơn 800 bài thơ để đời cho nền văn học thơ ca của Việt Nam với danh hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ và những lời tiên tri giá trị trong Sấm Trạng Trình. Ông tự nhận mình là người dạy, nổi tiếng với bài nhàn trong Bạch Vân Am thi tập như sau: một mai, một cúc, một cần câu, thơ thẩn dầu ai vui thú nào. Ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến chốn lao sao. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Rượu đến bóng cây ta hãy uống, nhìn xem phú quý tựa chim bao. Nguyễn Bỉnh Khiêm được hậu thế biết đến với vai trò là nhà chính khách uy tín, nhà tiên tri vĩ đại, nhà hiền triết và tác gia lớn của dân tộc Việt. Một con người vĩ đại như thế, nhưng chỉ nhận mình là người dạy, thì ta mới nhận ra rằng những bậc trí giả thời xưa đều có chung quan điểm. 2. Cực thịnh ắt suy. Thái Trạch từng nói: mặt trời đứng bóng thì xế, mặt trăng đã tròn thì khuyết, vật gì thịnh lắm thì suy. Lão Tử cũng có câu nói tương tự: cố giữ cho đầy chậu, chẳng bằng dừng đúng lúc. Trương Lương dạy con trai là Trương Tịch Cương rằng: những kẻ ham phú quý ở đời, thích công danh làm nên, mừng vì vinh hoa lóa mắt, hưởng tột ngồi cao, một gọi trăm thưa, thê thiếp đầy trước mắt, đàn sáo dội bên tai, mới cho rằng cái chí bình sinh đến đó là tột bực. Nhưng đâu biết rằng giữ ngôi vị tột bực của kẻ bề tôi thì thiên hạ đều đố kỵ. Ở trên cao chưa có khi nào chẳng nguy cả, ở chỗ đầy chưa có khi nào chẳng tràn. Vua ngờ kẻ quyền lớn, trời ghét vật quá đầy, nên những kẻ sàm ban đặt điều được dịp mà bươi móc. Một khi oai trời nổi giận, mọi miệng cùng công kích, thì không có kế gì mà cứu vãn, không có nơi nào mà trốn chui. Thân đã bị giết, vợ con thành nô lệ, phú quý vinh hoa chớp mắt cũng thành không vậy. Há được bằng ta ngày nay, lặng nhìn mây nước, cười nhạo giang hồ, trong say có càng khôn, giữa bầu riêng nhật nguyệt, một mình một buồn, muôn nỗi lo đều sạch hết, thì dẫu có ở nơi tịch mịch mà trong lòng khoái lạc. Dẫu có phải ăn rau lê rau hoắc mà ngoài cõi tiêu dao, sủng nhục chẳng kinh, chẳng hiềm lợi hại. Khi nhàn thì tu dưỡng theo huyền hư của họ Lão, khi tỉnh thì xem xét chỗ tự đắc của vạn vật, cũng đủ để giữ thân gìn mệnh mà vui tuổi trời, khiến cho các ngươi được an cư thường nghiệp, mãi làm kẻ lương thần, chẳng cũng hơn là giữ cái phú quý như hoa xuân mau tàn ư?
Lời dạy của Trương Lương như đã giải thích hết ý của câu nói của Lão Tử và Thái Trạch ở trên. 3. Không tranh. Theo Đạo Đức Kinh chương 22, Lão Tử từng nói: Khúc tắc toàn, uông tắc chính, oa tắc doanh, tị tắc nhân, thiểu tắc đắc, đa tắc hoạt, thị dĩ thánh nhân, chấp nhất dĩ vi thiên hạ mục. Bất tự thị cố chương, bất tự kiến giả cố minh, bất tự phạt cố hữu công, bất căng cố năng trường, phù duy bất tranh cố mặc năng giữ chi tranh, cổ chi sở vị khúc toàn giả, kỹ ngữ tai, thành toàn huy chi. Dịch nghĩa: chịu khuất thì sẽ được bảo toàn, cong thì sẽ thẳng, lõm thì sẽ đầy, cũ hỏm thì sẽ mới, ít thì sẽ được nhiều, nhiều tất sinh loạn. Cho nên thánh nhân giữ cái một mà chăn dắt thiên hạ, không tự khoe nên sáng suốt, không tự đắc nên rõ ràng minh bạch, không tự kể công nên có công, không kiêu căng nên trường cửu, chỉ vì không tranh nên chẳng có ai tranh giành. Người xưa nói khuất thì được bảo toàn là lẽ đó, thành toàn rồi thì trở về. Luận bàn: biết thắng thì cũng nên biết thua, như trong binh pháp có câu: đánh được thì đánh, không đánh được thì hàng, không hàng thì chạy, không chạy thì chết. Khuất thì được bảo toàn là lẽ đó. Cây tre khi dông bão thì biết uốn cong mình theo chiều gió để không đến nỗi bị gãy. Khi hết dông bão rồi, nó mới có cơ hội tiếp tục sinh tồn và dần dần hồi phục để tiếp tục đứng thẳng. Những chỗ trũng, chỗ lõm luôn được lấp đầy khi trời mưa, theo quy luật của tự nhiên, nước chảy chỗ trũng. Còn những chỗ cao đầy như đồi núi, khi nước mưa có dội xuống thì đều trôi đi mất để chảy xuống chỗ thấp. Cái gì cũ hỏng sẽ có xu hướng được tân trang hoặc được thay mới. Cái kén khi bị xé rách thì con ngài được hình thành đủ lông đủ cánh. Gieo một lượng hạt giống vừa đủ xuống thửa ruộng thì ta sẽ được một thửa lúa. Một hạt giống hôm nào nay đã trở thành một cây lúa với vô số hạt thóc. Nhưng nếu gieo quá nhiều hạt giống trên thửa ruộng đó thì chẳng những năng suất lúa không tăng lên mà chất lượng bông lúa cũng giảm đi, do thửa ruộng đó không đủ chất dinh dưỡng để nuôi một lượng hạt giống quá sức như vậy. Con người chúng ta càng khiêm nhượng thì càng có cơ hội phát triển, càng giàu có thì càng nên chia sẻ cho những người kém may mắn hơn, cũng như càng nên cống hiến cho xã hội nhiều hơn, như gương của vua thép Andrew Carnegie, để luôn giữ cho mình không đầy không nhiều. Vì như Trương Lương nói, trời ghét vật quá đầy, hay như Lão Tử nói, nhiều ắt sinh loạn, công thành thân thoái. Tự khoe, tự đắc, tự kể công, kiêu ngạo là những hành động dư thừa, lại mang đến những rắc rối và những mối nguy cho người đó. Nên con người chúng ta nên loại bỏ những việc làm dư thừa đó. Bao nhiêu cuộc chiến nổi lên cũng vì tranh giành mà ra. Đức không tranh là đức tính cần được rèn luyện. Người không tranh thì gần với đạo. Giống như nước, không tranh giành mà chiếm 75% cơ thể sống, chiếm 3/4 bề mặt trái đất, trở thành nguồn sống nuôi sống vạn vật. Không chi mềm như nước, nhưng cũng không chi mạnh mẽ như nước. 4. Thắng được chính mình. Trong Đạo Đức Kinh chương 33, Lão Tử từng nói: tri nhân giả trí giả, tự tri minh giả, thắng nhân giả hữu lực giả, tự thắng giả cường giả, tri túc giả phú giả, cường hành giả hữu chí giả, bất thất kỳ sở giả cửu giả, tự nhi bất công giả thọ giả. Dịch nghĩa: biết người là khôn ngoan, biết mình là sáng suốt. Thắng được người là kẻ có sức, thắng chính mình mới là người mạnh. Biết đủ là giàu, tiến bước mạnh bạo là người có chí. Không mất gốc gác của mình thì được dài lâu, chết mà không quên thì là trường thọ. Luận bàn: binh pháp có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Biết người để biết cách ứng phó, vì thế mà khôn ngoan hơn. Biết mình để không bị u mê, không ngủ quên trên chiến thắng, để có tinh thần học hỏi cũng như khắc phục khuyết điểm của mình, vì thế mà sáng suốt hơn. Nếu thắng được người mà ta không biết rõ nguyên nhân là gì, thì cũng vì lẽ đó mà ta thất bại sau này. Vì sao thắng được chính mình mới là người mạnh? Thắng được chính mình chính là đánh thức được những tiềm năng trong con người của mình, phát huy thế mạnh của mình, cũng như khắc chế được những khuyết điểm, thói quen xấu, những điều tiêu cực của mình.
Khi đạt đến cảnh giới nội lực mạnh mẽ, cường đại thế mạnh, khắc chế thế yếu thì tự bản thân ta đã tự trở nên mạnh mẽ thực sự. Ta có thắng được người khi đó là do thực lực, chứ chẳng phải như kiểu ăn may nữa. Vì sao biết đủ là giàu? Vì người không bao giờ biết đủ thì bản thân luôn thấy mình thiếu thốn. Người có chí hướng thì có nghị lực mạnh mẽ và niềm tin mãnh liệt, nên mạnh bạo khi hành sự. Người không quên tổ tiên nguồn gốc của mình thì nội lực mạnh mẽ, biết hiếu lễ, biết báo ân, vì thế mà lại nhận được sự giúp đỡ quý mến đồng hành của những người xung quanh. Vì thế mà đủ phước vượt qua các sóng gió của cuộc đời. Người không quên gốc gác của bản thân thì càng hiểu được những mặt khuất của bản thân, vì thế mà nỗ lực nhiều hơn, vì thế mà không ngừng học hỏi và tu dưỡng để giỏi hơn, để hiểu sự đời nhiều hơn. Giá trị của con người không phải là những gì ta có được khi sống, mà là ta đã giúp đỡ được những ai, ta đã cho đi những gì, để khi ta mất đi, có còn ai nhớ đến ta hay không? Số phận con người là hữu hạn, nhưng tiếng thơm ta để lại cho đời là vô hạn. Đó chẳng phải là một dạng khác của trường thọ hay sao? 5. Ẩn ác dương thiện. Khổng Tử nói, ẩn ác dương thiện là bậc thánh, thích thiện ghét ác là bậc hiền, tách bạch thiện ác quá đáng là hạng người thường, điên đảo thiện ác để sướng miệng dèm pha là hạng tiểu nhân hiểm ác. Luận bàn, ẩn ác dương thiện có nghĩa là không phơi bày, không rêu rao điều xấu của người, mà hãy biểu dương khen ngợi những điều tốt của người. Người xưa còn có câu nói rất hay rằng, thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người 6 tháng ròng. Sức mạnh của lời nói có khả năng động viên rất lớn, ngược lại cũng có khả năng tổn hại rất lớn. Cho nên Khổng Tử nhấn mạnh rất nhiều lần trong Luận Ngữ rằng, nói năng cần cẩn trọng. Trong cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn của tác giả Viên Lão Phàm có nhắc tới hành động ẩn ác dương thiện của vua Thuấn, nhờ vậy mà giáo hóa được dân chúng. Chuyện kể rằng, trong một lần đi đến đầm Lôi Trạch, vua Thuấn lúc ấy chưa nhận tước vị, thấy những người già yếu phải tìm chỗ nước nông cạn chảy xiết ít cá mà đánh cá, vì chỗ nước sâu nhiều cá thì bị những người trai trẻ khỏe mạnh chiếm lấy hết. Khi thấy những người tranh giành chỗ thì vua Thuấn im lặng không nói gì, còn khi thấy những người nhường chỗ thì ông hết lời khen ngợi, mà theo gương đó ông cũng nhường chỗ cho người khác. Những người có mặt ở đấy thấy vậy cũng lần lượt học theo gương đó. Dần dà một năm sau, những người đánh cá đều có lòng nhường chỗ cho nhau mà không tranh giành nữa. Vua Thuấn chẳng phải tốn lời chê trách, cũng chẳng tốn lời khuyên bảo mà giáo hóa được người ta làm theo điều thiện, điều tốt, biết nhường nhịn nhau, là ví dụ tiêu biểu của ẩn ác dương thiện một cách hiệu quả, thật là đáng khâm phục. Cho nên những người có tấm lòng nhân ái quảng đại bao la, biết thương cảm cho những lỗi lầm và sự thiếu hiểu biết của chúng sinh mà không bêu rếu, ca ngợi những điều tốt, những điều thiện lành để những người lỗi lầm tự nhìn nhận và có cơ hội được học theo, được sửa đổi. Cho nên làm được điều đó xứng đáng là bậc thánh. Chúng ta nên học theo các bậc thánh mà ẩn ác dương thiện. Vì sao ẩn ác dương thiện là bậc thánh? Vì bậc thánh luôn biểu dương cái thiện, cái tốt. Đối với cái ác thì bậc thánh dùng sự nhân từ bao dung mà cảm hóa. Nếu dành thời gian bêu rếu cái ác quá nhiều thì người ta còn đâu thời gian để nghe, để học về điều thiện. Tất nhiên trong khuôn khổ của pháp luật, cái ác sẽ có những khung hình phạt, những chế tài phù hợp để răn đe, như câu nói của Khổng Tử: dùng chính lệnh để dẫn dắt dân, dùng hình phạt để bắt dân vào khuôn phép. Dân tránh khỏi tội nhưng không biết hổ thẹn. Dùng đạo đức để dẫn dắt dân, dùng lễ giáo để đặt dân vào khuôn phép. Dân biết hổ thẹn sẽ can tâm tình nguyện sửa chữa sai lầm của mình mà lại theo đường chính. Vì sao thích thiện ghét ác là bậc hiền? Vì những bậc hiền nhân thích cái thiện nên bản thân họ cũng thiện lành mà thành bậc hiền vậy. Vì ghét ác nên bản thân họ không làm điều ác, do vậy mà họ cũng thành bậc hiền vậy. Vì sao tách bạch thiện ác quá đáng là hạng người thường? Vì tách bạch thiện ác quá đáng thì những người đã từng phạm lỗi lầm ít có cơ hội hòa nhập và ít có điều kiện để tự nguyện sửa lỗi. Trong cuộc sống, có ai mà chưa từng làm sai? Nếu tách biệt quá đáng về thiện ác, thì thế gian này có bao nhiêu người chưa từng phạm sai lầm?
Do vậy, nếu chỉ biết về thiện ác mà không có lòng khoan dung cho mình và cho người, thì chưa đạt được cảnh giới của bậc hiền, bậc thánh vậy. Vì sao điên đảo thiện ác để sướng miệng dèm pha là hạng tiểu nhân hiểm ác? Câu này rất rõ ý. Điên đảo thiện ác, tức là nói ngược lại với sự thật. Ví như người làm điều thiện mà vui cho họ là ác, để hòng nói xấu họ, dèm pha họ cho sướng miệng. Còn người làm ác thì nói họ thiện để phục vụ mục đích riêng. Đấy đều là hành vi của kẻ tiểu nhân hiểm ác, là những hành vi mà chúng ta nên tránh. Do vậy, qua đây chúng ta thấy những bậc vĩ nhân thời xưa đã đúc kết những bài học vô cùng quý báu để định hướng cho hậu thế không đi lầm đường lạc lối, mà hãy học theo đức của thánh nhân mà đi theo đường sáng. Đó là không bộc lộ sự thông minh ra ngoài, biết chăm lo phát triển bản thân để chiến thắng chính mình, hãy cho đi để giúp đỡ người khác cũng như cống hiến cho xã hội nhiều hơn, không tranh giành hơn thua với người khác, hãy đi theo con đường thiện, ẩn ác dương thiện, đừng chạm đến lòng tự ái của người khác. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Ý Nghĩa Sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé.